tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Móc Len của Mimi Handmade. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái hoa nhí như thế này để chúng ta có thể là trang trí vô cái sản phẩm giày dép nè, túi xách hoặc là nón á các bạn, rất là xinh xắn luôn. Các bạn có thể là móc nhiều màu, mình trang trí xung quanh cái nón cũng rất là dễ thương á các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Các bạn sẽ sử dụng len sợi và kim móc tự do nha. Ở đây là mình trang trí vào cái chiếc giày này thì mình sử dụng kim móc là 3.0mm nè các bạn, cho nó tương ứng. Nếu mà các bạn muốn nhỏ hơn thì sử dụng kim móc là 2.0 ha. Nhỏ lớn hơn xíu thì sử dụng là kim móc 2.5. Nếu mà các bạn muốn bông nó to hơn cái bông này nè, các bạn sẽ sử dụng cái size kim là 3.5, 4.0, 4.5 hoặc là 5mm nha các bạn. Các bạn chuẩn bị thêm cho mình kim khâu len và kéo cắt len. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một nút thắt trước. Bây giờ các bạn sẽ móc lên cho mình 15 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Các bạn lên thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Đâm kim vào trong móc thứ 15 á các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau nè. Đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau của chân móc thứ 15. Các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Đâm kim vào cái phần nhô lên ở chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm lần lượt những cái chân móc kế tiếp ở phần nhô lên là những mũi móc đơn đến cuối hàng luôn nha. Hàng thứ nhất của chúng ta là những mũi móc đơn. Khi các bạn móc đến cuối hàng, chúng ta sẽ móc lên 4 mũi móc xích. 2, 3, 4. Quay ngược cái đầu móc này lại, các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên này, móc một mũi móc kép. Đâm kim vào chân móc thứ hai, các bạn sẽ móc một mũi móc đơn. Sau đó các bạn sẽ lên 3 mũi móc xích. Quấn len, đâm kim vào chân móc mà chúng ta vừa móc một mũi móc đơn đó. Móc một mũi móc kép. Tiếp tục móc vào chân móc thứ ba, một mũi móc đơn. Lên 3 móc xích. Móc vào chân móc thứ ba này, một mũi móc kép. Tiếp tục móc vào chân móc thứ tư bên đây, một mũi móc đơn. Lên 3 mũi móc xích. Móc vào chân móc thứ tư này, một mũi móc kép. Chân móc thứ năm, các bạn móc một mũi móc đơn. Lên 3 móc xích. Móc một mũi móc kép vào chân móc thứ năm nữa. Rồi, như vậy là chúng ta đã có 5 cái phần nhô lên của cái cánh hoa rồi nè các bạn. 5 cánh này nè, 1, 2, 3, 4, 5. Tương ứng với 5 chân móc. Như vậy thì 5 chân móc ở giữa chúng ta sẽ móc như sau. Chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần ha các bạn. Đâm kim vào chân móc thứ 6, móc 1 mũi móc đơn. Lên 2 mũi móc xích thay vì là 3 mũi. Các bạn quấn len, đâm kim vào chân móc thứ 6 này, các bạn móc 1 mũi nửa kép. Tiếp tục qua chân móc thứ 7, móc 1 mũi móc đơn. Lên 2 mũi móc xích và móc vào chân móc thứ 7 một mũi nửa kép. Móc vào chân móc thứ 8 một mũi móc đơn. Lên 2 mũi móc xích và móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ 9 một mũi móc đơn. Lên 2 móc xích lại móc một mũi nửa kép. Chân móc thứ 10 cuối cùng của phần 2. Các bạn móc một mũi móc đơn, lên 2 xích và một nửa kép. Chúng ta sẽ tiến tới phần 3, còn 5 chân móc cuối cùng. Các bạn móc vào chân móc thứ 11, một mũi móc đơn, lên 1 xích. Móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ 11 tiếp tục. Chân móc thứ 12, một đơn, một xích và một đơn. Chân móc thứ 13, một đơn, một xích, một đơn. Chân móc thứ 14, một đơn, một xích và
một đơn. Cuối cùng, chân móc thứ 15, một đơn, một xích và một đơn. Các bạn móc lên một mũi móc xích, cắt ra một cái đoạn len dài. Chúng ta sẽ để cái phần len này, chúng ta sẽ nối cái lá vào luôn nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn sẽ để như thế này cho mình. Cái bề dài nè, các bạn sẽ để bên trái nè. Rồi, bây giờ các bạn sẽ cầm như vậy nè. Ốm cái này vào nha các bạn. Đó, ốm cái này vào và để cái cọng dây nè, ở phía dưới nè. Rồi, các bạn sẽ dùng cái tay bên phải đây nè. Chúng ta sẽ quấn nha. Chúng ta sẽ quấn hoa từ phải sang trái. Nè các bạn, nó đã ra một cái nụ rồi nè. Chúng ta sẽ quấn thêm một lần nữa. Rồi, chúng ta đã có được một cái nụ hồng mini như thế này. Bây giờ các bạn sẽ xỏ cái kim khâu len cho mình nè. Rồi các bạn sẽ lật lại ở phía sau nè. Chúng ta sẽ đâm kim từ ở dưới nè các bạn, lên cái phần ở trên đây. Này các bạn nhìn theo cái tay của mình nha. Đó, đâm kim từ ở phía dưới luồn dây qua. Rồi tiếp tục đâm kim ở phía dưới lên cái chân móc kế bên á. Tiếp tục đâm kim ở phía dưới này, lên cái chân móc kế tiếp. Đâm kim từ phía dưới này, lên chân móc kế bên đây. Lại đâm kim từ ở phía dưới, luồn qua. Rồi tiếp tục đâm kim xuống phía dưới này, luồn qua. Đâm kim lên chỗ đầu tiên này, luồn qua. Rồi, ở chỗ cái chân móc này nè, các bạn sẽ luồn qua luôn nha. Tiếp tục bây giờ các bạn sẽ đưa nó về ở phía chính giữa này đi. Các bạn sẽ dùng hai cái này các bạn cột lại nè. Các bạn sẽ lấy cái này nè, các bạn sẽ đưa nó vào trong mũi móc và các bạn sẽ giấu nó rồi cắt nó luôn nha. Và chúng ta đã được một cái form hoa hồng nhí như thế này rồi nè các bạn. Đó, bây giờ chúng ta, các bạn nếu mà các bạn thích để cái hạt ngọc vô cái phần nhân á, thì các bạn sẽ lấy kim chỉ mai hoặc là các bạn dùng keo các bạn để cái hạt ngọc vô đây cũng được nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ móc cái phần lá nha. Rồi, các bạn sẽ lấy cho mình cái phần lá màu xanh này nè. Rồi, các bạn sẽ tạo cho mình một cái nút thắt. Móc lên 7 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Móc lên thêm cho mình một mũi móc xích nữa. Đâm kim vào cái chân móc thứ 7, các bạn cũng sẽ lật qua ở phía sau. Đâm kim vào cái phần nhô lên ở phía sau nè các bạn. Các bạn kéo len qua và thực hiện một mũi dời. Chân móc kế tiếp các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào đây. Chân móc kế bên này các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Rồi chân móc ở chính giữa này các bạn sẽ móc cho mình là một mũi móc kép. Chân móc kế bên các bạn sẽ móc một mũi nửa kép. Chân móc kế cuối một mũi móc đơn. Chân móc cuối cùng một mũi trượt.
và các bạn móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Và các bạn sẽ cột hai cái này lại. Và chúng ta cũng sẽ đưa nó giấu vào trong mũi móc nha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái kim khâu len nè. Rồi chúng ta sẽ giấu nó vào trong mũi móc. Giấu cộng bên kia luôn nha các bạn. Rồi các bạn giấu hai cộng đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nối vào nha. Mình đã làm xong rồi nè các bạn. Bây giờ cái hoa màu cam này nè, các bạn sẽ xỏ cái phần len còn thừa lại nè vô để chúng ta kết nó vào trong luôn nha. Cái này mình làm một lá thôi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn muốn làm một lá nữa giống như ở đây nè, thì các bạn cứ di chuyển cái phần kim móc này nè qua cái điểm bên đây để các bạn kết cái lá còn lại vào nha. Còn bây giờ mình sẽ luôn cái này đó. Rồi bây giờ nó đã nằm như thế này rồi nè, các bạn chỉ cần khâu lại cho nó chặt thôi nha các bạn. Rồi các bạn sẽ khâu cái điểm ở phía dưới này. Đó các bạn, như vậy là nó đã kết dính rồi đó. Bây giờ các bạn làm thêm 1-2 vòng nữa thôi là được rồi. Rồi các bạn cũng sẽ giấu cái len màu cam này nè. Nè các bạn, nếu mà các bạn làm cái lá bên đây nè, các bạn chỉ cần di chuyển cái kim khâu len này qua cái điểm bên đây nha. Rồi các bạn cứ đưa vô cái lá bên kia là xong. Và bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn len này nha. Còn nếu mà các bạn may vào trong cái sản phẩm á, thì các bạn sẽ nối trực tiếp từ cái cọng len màu cam này luôn. Đây các bạn, mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu bông này nha. Nếu mà các bạn yêu thích cái mẫu bông này á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới nếu mà các bạn móc thành công nha. Và ủng hộ Mimi thêm một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết với video này và thực hiện cái mẫu hoa nhí này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye!